Xin chào các khán giả đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mẫu đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak 37mm, mã hiệu 15454ORGG1259OR03. Vào năm 1972, thương hiệu Audemars Piguet đã giới thiệu đến công chúng mẫu đồng hồ Royal Oak. Đây là sản phẩm được tạo ra dưới đôi bàn tay của nhà thiết kế tài năng Gerard Genta. Thời điểm ban đầu xuất hiện, không ít người đã tung ra lời chê bai thiết kế này, nhưng sau đó thì Royal Oak dần trở thành chiếc đồng hồ dễ nhận diện nhất, một chiếc đồng hồ biểu tượng trong làng chế tác và được săn đón tại nhiều thị trường. Chiếc Royal Oak dành cho nữ giới đầu tiên được tung ra vào năm 1976 và được thiết kế bởi người phụ nữ có ảnh hưởng trong ngành. Và kỷ niệm năm thứ 40 của đồng hồ Royal Oak nữ, thương hiệu Audemars Piguet đã trình diễn một mẫu đồng hồ bắt mắt và thú vị, đó là Royal Oak Frosted Gold vào năm 2016. Chiếc đồng hồ là sản phẩm của sự hợp tác giữa thương hiệu đồng hồ hàng đầu Thụy Sĩ Audemars Piguet và nhà kim hoàn giàu kinh nghiệm tại xứ Florence, Ý. Mặc dù thương hiệu Audemars Piguet xác định đây là một thiết kế dành cho nữ giới, nhưng thực tế thì với size 37, ở nam giới với cổ tay nhỏ vẫn có thể ướm vừa. Đây có thể được xem như là một mẫu đồng hồ mang vẻ đẹp unisex nổi trội trong làng chế tác. Vừa mạnh mẽ thể thao do kết cấu vỏ Royal Oak góc cạnh, tôn trọng thiết kế nguyên mẫu, vừa lấp lánh thu hút nhờ kỹ thuật bí truyền của gia đình nhà thiết kế. Ở cái nhìn đầu tiên hướng tới model Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold 37mm, chúng ta vẫn thấy dáng vỏ bát giác nổi trội của đồng hồ Royal Oak cùng với bộ dây đeo tích hợp. Nhưng điểm nổi bật nhất chính là bề mặt của vàng hồng đã được xử lý khác hẳn với những thiết kế vàng khối truyền thống khác. Dưới kỹ thuật mang tên Florence, nghệ nhân Carolina Bussi đã khai thác vẻ đẹp từ vàng hồng. Không cần kim cương, bộ vỏ của mẫu đồng hồ Audemars Piguet này vẫn tỏa sáng một cách lấp lánh. Cụ thể, người nghệ nhân sẽ tạo từng vệt lõm trên bề mặt đồng hồ bằng cách đập búa vào công cụ đặc biệt có đầu nhỏ bọc kim cương. Kết quả đạt được là vẻ đẹp lấp lánh của đá quý, giống như bụi kim cương. Với cách hoàn thiện độc đáo và tỉ mỉ này, thương hiệu đã đặt cho chúng cái tên Frosted Gold. Những vết lõm xuống sẽ tương phản hoàn hảo với vẻ đẹp mượt mà và bóng bẩy của những phần vát cạnh trên bộ vỏ đồng hồ, vành bezel và dây đeo của đồng hồ Royal Oak. Có không ít nam giới cố kỵ với những chiếc đồng hồ nặng kim cương, nhưng biết đâu họ sẽ yêu thích Audemars Piguet Royal Oak Frosted Gold bởi vẻ đẹp lấp lánh, sang trọng nhưng lại không hề khoa trương như là đồng hồ đá quý. Trong thiết kế của mẫu đồng hồ này, nhà sản xuất đã trang bị mặt số cùng tông màu với chất liệu vỏ. Mặt số hiện lên với hệ vân Grande Tapisserie cùng những thiết kế, những chi tiết đã được hoàn thiện tỉ mỉ. Từ những cọc chỉ giờ đính nổi hay lớp viền cửa ô cửa sổ báo ngày, góc 3 giờ đều được căn chỉnh, đánh bóng. Nhưng rõ ràng, với phần nền cùng trong tông màu vàng hồng tương tự xung quanh, ô cửa sổ báo ngày không trở nên nổi bật lắm. Cũng chỉ có 3 kim một lịch, chiếc đồng hồ này đã được trang bị bộ máy AP Caliber 3120. Hiện thời, với mức độ ổn định vốn có, thương hiệu đã sử dụng bộ máy này trong nhiều thiết kế của bộ sưu tập Royal Oak. Với 280 chi tiết, bộ máy này có thể vận hành trong vòng 60 giờ đồng hồ. Chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak 37mm này là hiện thân hoàn hảo của vẻ đẹp quyến rũ thể thao, không chỉ thú vị khi đeo lên tay mà còn có một câu chuyện ấn tượng đằng sau nó. Kỹ thuật Florence đã tạo nên một diện mạo cực kỳ bắt mắt, điều mà chưa một nhà sản xuất nào từng sử dụng trước đó. Và Audemars Piguet đã một lần nữa tạo ra sản phẩm tiên phong trước nhiều đối thủ cạnh tranh khác, trong khi vẫn duy trì tính thẩm mỹ cốt lõi của thương hiệu. Và đó là những chi tiết thú vị mà chúng tôi đề cập đến trong video ngày hôm nay về mẫu đồng hồ này. Không biết là các khán giả yêu đồng hồ của Gia Bảo Luxury cảm thấy như thế nào? Hãy để lại comment của mình ở phần bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi nhé. Và đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.